tin đồn yêu thương của giới cầu thủ vẫn luôn là chủ đề chiếm được nhiều sự thân mật của người hâm mộ, khác lạ hơn với một chàng rút quốc dân như Quang của anh ấy. Ai cũng biết trước đây anh bạn từng có mối tình khá sâu đậm với di sinh tên Nhật Lê. Nhưng sau một thời gian im ắng, cả hai unfollow, xóa tin thiết ảnh về nhau, đăng story thả thính tìm mối mới. Rồi chính thức đường ai nấy đi. Mối tình đẹp với cầu thủ Quang của anh ấy Nhật Lê giờ đã chính thức kết thúc. Hiện tại, Quang của anh ấy lại dính vào tin đồn có tình mới với Nguyễn Thanh Thủy 1998, Hà Nội. Bảo là lại gì đây không của anh ấy lần đầu tiên. Tầm 2 tháng trước, chàng cầu thủ cũng từng gây xôn xao dư luận bởi chăm thả tim ảnh một cô gái sexy hết nước tên Thảo My. Theo tìm hiểu, Thảo My sinh năm 1995, hiện đang làm công việc quản hồn doanh tại thành phố Hồ Chí Minh. Hành động dẫn cô bạn này ra mắt đội bóng cho thấy đây sẽ là mối quan hệ nghiêm túc sắp tới của Quang của anh ấy. Trong lúc anh bạn chưa có động thái gì công khai hay phủ nhận, Instagram Thảo My hiện ra bài đăng mới, mà nội dung khá so deep, đầy án tâm sự. Nội dung như sau: mẹ tôi dặn, con hãy yêu người có đạo đức. Đừng yêu người luôn chiều con, những khi khó tính lên thì chẳng xem con ra gì. Con không cần thân mật lúc vui tươi họ đối xử tốt với con ra sao, cái cần thiết là khi bực dọc họ có còn đối xử tử tế với con được như thủ đầu hay không. Có lúc dân tình soi được khoảnh khắc Thảo My check-in ở Đà Nẵng, địa điểm mà Hà Nội nơi Quang của anh ấy thi đấu. Không biết cô nàng có của anh ấy đang mắng chỉ Quang của anh ấy không, nhưng trong hoàn cảnh này, dân mạng cho rằng cô cũng chẳng mấy vui tươi khi anh chàng lộ ảnh cùng người mới. Đã vậy còn công khai dẫn đi bắt gặp gỡ bạn bè. Về phần Nhật Lê thì cũng chả khá hơn là bao. Hà Nội đang vào mùa giá rồi đấy, còn bị ai đó gọi có gấu ôm chưa cứ như sát muối vào vết thương. Nhưng vốn tính mạnh mẽ, Nhật Lê thẳng thắn ôm con hắn chạy xe mô tô kèm câu trả lời, ngày nào cũng ôm em này đi ngoài đường là ấn luôn. Nhật Lê ủng, các bạn không cần lo nhé.